Lee Jin Ki không chỉ được yêu mến bởi vẻ ngoài phong độ lịch lãm mà còn bởi tài năng diễn xuất và những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. Và hôm nay cùng VGT nhìn lại những nỗ lực không ngừng nghỉ gần 20 năm đầy chông gai của Lee Jin Ki thì bạn sẽ hiểu lý do tại sao từ một người mẫu nghiệp dư, Lee Jin Ki lại đạt đến vị trí là một diễn viên được săn đón nhất màn ảnh như hiện nay. Lee Jin Ki là ai? Lee Jun Ki hay còn gọi là Lee Jun Gi, sinh ngày 17 tháng 4 năm 1982 tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Trước khi theo học diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Seoul, Lee Jun Ki từng phải làm rất nhiều công việc khác nhau để có đủ kinh phí trang trải cuộc sống. Năm 2001, lần đầu tiên anh xuất hiện trong quảng cáo một nhãn hàng thời trang, sau đó từng bước tiến xa hơn trên con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Bên cạnh vai trò diễn viên, Lee Jun Ki còn được biết đến là một người mẫu, ca sĩ rất chuyên nghiệp. Có thể nói Lee Jun Ki là một trong số những nghệ sĩ vô cùng đa năng, có thể on kill mọi lĩnh vực của làng giải trí xứ Hàn. Hiện tại, Lee Jun Ki đang hoạt động dưới trướng công ty quản lý Namu Actors. Sự trở lại của Lee Jun Ki với Flower of Evil, Hoa của Quỷ. Sau 2 năm vắng bóng kể từ bộ phim Luật sư vô pháp vào năm 2018, Lee Jun Ki chính thức tái xuất màn ảnh trong dự án phim truyền hình Flower of Evil. Đặc biệt, đây cũng là bộ phim đánh dấu lần kết hợp thứ hai giữa anh và nữ diễn viên Moon Jae-won sau bộ phim Hành vi tội phạm năm 2017. Với kịch bản mới lạ, khi nam chính lại là kẻ phản diện, Flower of Evil ngay từ đầu đã nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Đặc biệt, màn diễn xuất lật mặt chớp nhoáng của Lee Jun Ki cũng khiến người xem phải nổi da gà vì quá xuất sắc. Và không chỉ nổi danh bởi vẻ ngoài điển trai phong độ lịch lãm ở tuổi 40, mà Lee Jun Ki còn là một người được đánh giá đi lên từ chính thực lực và diễn xuất của mình. Và nếu còn nghi ngờ thì hãy nhìn lại chặng đường từ số 0 kéo dài gần 20 năm của nam diễn viên này thì bạn sẽ rõ. Hành trình 20 năm từ người mẫu nghiệp dư đến hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Lee Jun Ki không phải là người nuôi ước mơ trở thành diễn viên ngay từ khi còn bé. Phải đến khi theo học trung học, trong một lần xem được vở kịch Hamlet, anh mới bắt đầu cảm thấy có hứng với nghệ thuật. Từ mảnh đất Busan xa xôi, chàng thanh niên Lee Jun Ki đã một mình lên Seoul với số tiền ít ỏi trong người. Lee Jun Ki đã mất 2 năm để làm nhiều công việc khác nhau trước khi theo học khoa diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Seoul. Đến năm 2001, Lee Jun Ki mới lần đầu bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang. Sau đó, anh tiếp tục có thêm một vài vai diễn nhỏ trong các bộ phim như Drama City, What Should I Do, Stars Echo, The Hotel Venus. Dù thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, thế nhưng may mắn vẫn chưa thực sự mỉm cười với Lee Jun Ki khi tên tuổi của anh vẫn chưa được khán giả chú ý. Phụt sáng thành sao. Sau 5 năm lăn lộn, cuối cùng Lee Jun Ki cũng đã được đền đáp xứng đáng khi nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh cổ trang The King and the Cloud, Nhà vua và chú hề. Trong phim, Lee Jun Ki vào vai người hát kép Gong Yoo, người được nhà vua Yun San đem lòng say đắm. Dù là vai chính đầu tiên, nhưng Lee Jun Ki vẫn không ngần ngại lựa chọn một vai diễn vô cùng nặng ký khi Gong Yoo là một chàng hề đồng tính. Bù lại, cái tên Lee Jun Ki đã vụt sáng, lập tức bước lên hàng sao hạng A của màn ảnh xứ Hàn chỉ sau một đêm công chiếu. Ngoài ra, anh cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn bởi lối diễn xuất đầy nhập tâm cùng vẻ đẹp phi giới tính. Thừa thắng xông lên, Lee Jun Ki tiếp tục tham gia bộ phim truyền hình My Girl với vai chàng trai si tình Seo Jung Woo. Dù trong phim, Lee Jun Ki không có được tình yêu của nữ chính, nhưng ngoài đời, anh đã chiếm trọn trái tim của hàng nghìn fan nữ bởi vẻ ngoài điển trai cùng tính cách ấm áp. Ngoài ra thì trong năm 2006, Lee Jun Ki còn tham gia bộ phim điện ảnh Fly Daddy Fly. Không còn mang hình tượng nam thần cuốn hút, Lee Jun Ki đã có màn lột xác ấn tượng khi vào vai một cậu nhóc học sinh trung học mê bộ môn quyền Anh với tính cách lém lỉnh. Vai diễn này lại một lần nữa chứng minh cho khán giả thấy rằng anh không hề một màu, chỉ có thể gói gọn trong một kiểu vai diễn nhất định, liên tục bỏ bùa khán giả với trình diễn xuất thần sầu. Với những kỹ năng diễn xuất ấn tượng, Lee Jun Ki nhận được nhiều lời mời và kịch bản hấp dẫn hơn như Time Between Dog and Wolf, May 18 hay bộ phim hợp tác Hàn-Nhật Virgin Snow. Từ cảnh sát ngầm trà trộn vào băng đảng mafia để phá án, đến chàng du học sinh Hàn đem lòng yêu say đắm cô gái Nhật Bản, dù là vai hành động kịch tính hay nam thần lãng mạn, Lee Jun Ki cũng đều hoàn thành tốt vai diễn của mình và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.
Không chỉ được yêu thích tại màn ảnh Hàn, Lee Jun-ki còn nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả quốc tế, nhất là Trung Quốc. Nhận thức được điều này, trong năm 2007, Lee cũng ký hợp đồng với Hồng Kông EEG, chính thức mở rộng quảng bá ở đất nước tỷ dân. Trong lúc sự nghiệp đang dâng cao thì năm 2008, Lee Jun-ki bỗng vướng vào vụ kiện tụng với công ty quản lý Mental Entertainment. Theo đó, công ty này yêu cầu Lee Jun-ki phải đền bù hợp đồng 500.000 won, tương đương 500.000 đô la Mỹ vì vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên sau đó, phía công ty cho biết đã giải quyết ổn thỏa với Lee Jun-ki và anh vẫn sẽ tiếp tục hoạt động dưới trướng công ty cho đến khi hợp đồng kết thúc. Sau vụ kiện tụng ồn ào, Lee Jun-ki tiếp tục tham gia bộ phim truyền hình In Jime, Nhất Chi Mai. Đây tiếp tục là một dự án cổ trang với kịch bản hấp dẫn, không chỉ đưa tên tuổi Lee Jun-ki ngày càng tiến xa mà còn mang đến cho anh danh hiệu hoàng tử cổ trang của màn ảnh Hàn. Trước khi lên đường nhập ngũ vào năm 2010, Lee Jun-ki cũng đã có cơ hội gặp lại người hâm mộ thông qua bộ phim truyền hình Hero. Với vai diễn chàng sử đạo lỗi lạc có thể nhìn thấy ma, Lee Jun-ki lại một lần nữa chứng minh cho người hâm mộ thấy được khả năng diễn xuất thần sầu của mình. Năm 2012 đến 2015, lận đận vì lựa chọn kịch bản sai sau xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ, Lee Jun-ki dường như đã đánh mất phong độ khi các bộ phim anh tham gia đều trở thành bom xịt. Trong suốt 3 năm, các bộ phim Lee Jun-ki tham gia như Arang and the Arang, Sử đạo truyện, Thư sinh bóng đêm, Phải sống và Phát súng ẩn thù đều không đạt được rating như mong đợi. Theo đó, nguyên nhân khiến những bộ phim này không có được tiếng vang không phải vì diễn xuất xuống cấp của Lee Jun-ki mà vì mắt chọn kịch bản của anh chàng có lẽ đã không còn nhạy bén như trước. Thậm chí trong bộ phim Thư sinh bóng đêm, nhiều ý kiến cho rằng vai diễn của Lee Jun-ki đang phải gánh tim dù sở hữu dàn sao vô cùng đình đám. May mắn mỉm cười với Lee Jun-ki khi anh gật đầu tham gia bộ phim Người tình ánh trăng. Theo đó, đây là bộ phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc được làm lại từ tác phẩm bộ bộ kinh tâm đình đám của xứ Trung. Dù tại Hàn Quốc, rating của Người tình ánh trăng vẫn chưa thể thoát kiếp con ghẻ, nhưng trên thị trường quốc tế, bộ phim thật sự đã tạo nên cơn sốt và nhận được những phản ứng vô cùng tích cực. Cùng với sự thành công của bộ phim, Lee Jun-ki đã dần khôi phục vị thế ông hoàng cổ trang của mình trong lòng công chúng. Sau Người tình ánh trăng, Lee Jun-ki tiếp tục có dự án kết hợp cùng Moon Jae-won trong bộ phim Hành vi phạm tội. Bộ phim này dù không đạt được mức rating cao như mong đợi vì ra mắt cùng thời điểm với quá nhiều bom tấn. Tuy nhiên, nội dung câu chuyện mới mẻ cùng những pha hành động siêu ngầu của Lee Jun-ki thật sự đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng công chúng. Sau thời gian dài gây tiếc nuối vì không có mắt chọn kịch bản, Lee Jun-ki cuối cùng cũng có thể lấy lại phong độ khi tham gia bộ phim Luật sư vô pháp. Bộ phim ra mắt với mức rating 5,275% và xếp thứ 21 trong số 34 phim Hàn có rating cao nhất các đài cáp lúc bấy giờ. Không chỉ thể hiện diễn xuất mạnh mẽ, lôi cuốn, Lee Jun-ki còn mang đến những pha hành động đẹp mắt mà không cần diễn viên đóng thế. Đây cũng là điều mà không phải diễn viên nào cũng làm được, bởi rủi ro rất cao, qua đó người xem có thể thấy được quyết tâm hy sinh vì nghệ thuật của Lee Jun-ki. Mặc dù là bộ phim hành động, pháp luật, nhưng Luật sư vô pháp lại không hề khô khan khi khéo léo lồng ghép vào câu chuyện tình yêu giữa Bong Sang-pin, Lee Jun-ki và Ha Jae-ji, Seo Jae-ji. Không chỉ đồng hành cùng nhau trong cuộc đấu tranh vì công lý, Bong Sang-pin và Ha Jae-ji cũng là cặp đôi vô cùng lãng mạn trong tình yêu. Chắc chắn rằng những phân cảnh giữa Lee Jun-ki và Seo Jae-ji trong phim sẽ khiến bạn không khỏi quán quéo vì quá ngọt ngào. Bên cạnh Luật sư vô pháp, Lee Jun-ki còn tham gia vai diễn khách mời trong bộ phim Hotel de Luna để ủng hộ cô em gái IU. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng với vai linh mục trừ tà In In-sun, nhưng Lee Jun-ki vẫn khiến người hâm mộ thích thú trước diễn xuất nhập tâm và mối quan hệ thân thiết với IU. Chàng nghệ sĩ đa năng có thể own kill mọi lĩnh vực. Cụ thể, bên cạnh những vai diễn ấn tượng, Lee Jun-ki còn cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc để gửi tặng đến người hâm mộ như My Jun, My Style và One and Only cùng Nam Hyun Jun vào năm 2006 và bộ 4 ca khúc Together, The Rain, Born Again and Sweet Memory vào năm 2012. Trong các buổi fan meeting gặp gỡ người hâm mộ, nam diễn viên còn dành rất nhiều thời gian và công sức để tập luyện vũ đạo, mang đến những màn trình diễn mãn nhãn nhất cho fan. Thậm chí nhiều fan còn đùa vui rằng với visual và giọng hát này, nếu không thể làm diễn viên thì Lee Jun-ki vẫn có thể thành công trên con đường ca sĩ thần tượng. Lee Jun-ki và những lần vướng tin đồn hẹn hò. Lee Jun-ki và Jeon Hyun-bin. Khoảng đầu năm 2017, làng giải trí xứ Hàn gần như chấn động khi truyền thông đưa tin Lee Jun-ki và bạn diễn Jeon Hyun-bin đã bí mật hẹn hò được 2 năm.
Sau đó, phía công ty quản lý cũng lên tiếng xác nhận và cho biết cả hai đang dần nảy sinh tình cảm và hẹn hò một cách cẩn thận. Vốn là nam diễn viên sở hữu lượng fan hâm mộ nữ vô cùng đông đảo, cùng với đó là việc tham gia show giải trí cùng nữ diễn viên Park Min Young, việc Lee Jun Ki xác nhận hẹn hò đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Thậm chí, nam diễn viên phải viết tâm thư bày tỏ nỗi lòng mình với người hâm mộ vì đã hẹn hò. Sau đó, người hâm mộ cũng đã dần hiểu ra và thật lòng chúc phúc cho thần tượng vì đã tìm được tình yêu thật sự sau nhiều năm hoạt động. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng xác nhận hẹn hò, Jun Hyun Bin và Lee Jun Ki đã quyết định chia tay vì lịch trình bận rộn. Mới đây, nữ diễn viên cũng đã tìm được người đàn ông của đời mình và tổ chức hôn lễ vô cùng lãng mạn tại Bali. Lee Jun Ki và IU kết hợp với nhau quá ní trong bộ phim Người tình ánh trăng, sau đó còn thường xuyên tương tác và dành cho nhau những cử chỉ đặc biệt. Lee Jun Ki và IU nhanh chóng trở thành cặp đôi đẹp được khán giả yêu mến. Đáng nói là vào thời điểm này, IU cũng vừa chia tay bạn trai hơn 11 tuổi, Chang Ki-ha sau 4 năm gắn bó. Chính vì vậy nên người hâm mộ càng thêm hy vọng rằng cả hai sẽ trở thành cặp đôi phim giả tình thật tiếp theo của xứ Hàn. Tuy nhiên, sau khi những tin đồn được lan ra, công ty quản lý của Lee Jun Ki đã nhanh chóng lên tiếng phản bác và cho rằng giữa anh và IU chỉ là một quan hệ bạn bè thân thiết. Dù có chút tiếc nuối, nhưng nhiều fan hâm mộ vẫn quyết không từ bỏ công cuộc đẩy thuyền cặp đôi này. Bất cứ khoảnh khắc hay tương tác nào của cả hai cũng đều khiến dân tình dậy sóng. Đặc biệt trong dịp sinh nhật mới đây của IU, tài tử Lee Jun Ki đã công khai để lại bình luận chúc mừng hết sức ngọt ngào. Chúc em một ngày sinh nhật thật sự hạnh phúc nha. Trước đó, từng phủ nhận chuyện hẹn hò, nhưng hiếm có nam nghệ sĩ nào lại công khai để lại bình luận như thế này trên trang cá nhân của các sao nữ. Cũng vì vậy nên mối quan hệ của cả hai đến nay vẫn là một ẩn số khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Đi lên từ con số 0 và trở thành một trong diễn viên được săn đón nhất màn ảnh Hàn. Quả thật, nếu dựa vào may mắn thì Lee Jun Ki chắc chắn sẽ không đi được đoạn đường xa đến như vậy. Và nếu nhìn lại chặng đường hoạt động gần 20 năm của anh thì có thể nhìn thấy được rằng Lee Jun Ki là một người rất đa tài. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like, share cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.